Chị ơi, dạy nói cuộn băng keo, thùng giấy, sợi dây, túi ni lông, cái rổ, nói sao chị, cảm ơn chị. Rồi, cái này là hình như cho em đang làm cải phải không? Cái này như là trước chị trồng cải, chị dùng mấy cái này không à? Đó, cái từ băng keo trong tiếng Trung gọi là chào tài. Chào tài, tiếng Phúc Kiến họ bên này họ gọi là lem cỏ. Lem cỏ, lem cỏ hay sư đem cỏ? Đem cỏ, đọc như chữ đờ. Vậy mà người Đài không đọc được chữ đờ, người Phúc Kiến đọc được chữ đờ. Đem cỏ cho sang đi, giang đi chơi, giang á, papa. Đem cỏ, nói này nên đi khanh khanh. Dùng đem, thấy gì tôi đem cỏ, đi. Đi, ê. Đem cỏ, đọc như chữ đờ, đem cỏ. Hả, tiếp theo, thùng giấy, ta gọi là chữ xiang. Chữ xiang, ê. Thì tiếng Phúc Kiến họ gọi là zhuà xiǔ à. Zhuà xiǔ à. Ê, zhuà xiǔ à. Tiếp theo mình có cái từ gì? Em hỏi từ sợi dây hả? Sợi dây gọi là shěn zì. Shěn zì. Shěn zì. Ê, tiếng Phúc Kiến họ gọi là sò à. Sò à. Nếu mà cái dây ni lông họ thì có gọi là sóc cà sò à. Sóc cà sò à. Ê. Tiếp theo mình có cái từ gì? Em hỏi từ gì? Từ túi ni lông hả? Túi ni lông gọi là su giao tài. Su giao tài. Thì tiếng Phúc Kiến họ gọi là sóc cà lót à. Sóc cà lót à. Sóc cà lót à. Sóc cà lót à. Nếu mà có một từ khác nữa, họ sẽ dùng từ sóc cà tế à. Sóc cà tế à. Sóc cà tế à. Hoặc sóc cà lót à. Đều là túi ni lông hết. Ừ. Còn cái em hỏi nữa là cái rổ. Cái rổ mà rổ xanh xanh đỏ đỏ để mình đựng từng bó cải phải không? Thì cái đó gọi là lán zi. Tiếng Trung lán zi. Ê, lán zi. Tiếng Phúc Kiến họ gọi là ná. Ná. Hoặc là chai ná. Chai ná. Còn mà cái thùng 20kg á, cái đó gọi là lắng à. Thế lắng à lại à. À, lắng à. Cái thùng mà bự, thùng bự á, cái thùng nhựa mà thùng bự á, lắng à. Còn cái này là ná à. Ná á. Ná á. Mình đọc như thế ha. Mỗi ngày nắm câu tiếng Trung và tiếng Phúc Kiến. Khi ta muốn đi chợ, ta muốn đi đâu đó, ta muốn làm gì đó, ta sẽ nói như thế nào? Ví dụ, tôi muốn đi chợ, tôi muốn đi mua rau, thì tiếng Trung nói là 我想要去买菜. 我想要去买菜. Thì tiếng Phúc Kiến họ nói là 我想要去买菜. Qua xiu bê kì. Cái từ kì lúc này đọc một âm nó là kì. Nó gặp chữ bê chải, nó sẽ biến thành qua xiu bê kì bê chải. Tiếp theo, tôi muốn đi khám bác sĩ. Tôi đi khám bác sĩ đi. Tôi đi khám bác sĩ thì tiếng Trung nói là 我要去看医生. 我要去看医生. Thì tiếng Phúc Kiến nói là 我要去看医生. Qua bê kì khoa y xin. Nhưng mà đọc nhanh sẽ biến thành qua bê kì khoa y xin. Tiếp theo cái từ khoa y xin là khám bác sĩ. Tiếp theo, tôi đi chơi thì mình sẽ nói như thế nào? 我要去玩. 我要去玩. Tiếng Phúc Kiến nói là qua bê lại kì chít thổ. Hoặc qua bê kì chít thổ. Vậy thì cũng được. Qua bê lại khi chít thổ. Thì cái từ khi lúc này bị đổi âm. Qua bê lại khi chít thổ. Hảo. Tiếp theo, tôi đi tìm ông chủ. 我要去, 我去找老板. Thật cũng được. Tôi đi tìm ông chủ. 我去找老板. 我去找老板. Tiếng Phúc Kiến nói là 我去找老板. Qua khi chơi thảo kê. Không, lúc này từ chơi ta nhớ uống lưỡi bật hơi nha. Không có uống lưỡi. Chơi, chơi. Cái từ này đọc giống như từ sư chơi. Chơi, không uống lưỡi. Chơi thảo kê. Tìm ông chủ. Chơi thảo kê. Tìm ông chủ. Ví dụ, qua khi chơi thảo kê. Cái chữ khi bị đổi âm.
đổi âm đó, đúng một âm là đọc khi. Lúc này qua khi trời thảo kê, tôi đi tìm ông chủ đó. Nếu mà đang ngồi chơi đứng lên muốn đi về, mình nói 我要回去了, à, 我要回去了, tôi đi về đây. Thì tiếng Phúc Kiến nói là, à, đọc chậm lại đó, 我要回去了. Thì tiếng Phúc Kiến họ đọc là 我要回去了 à, 我要回去了 à, ê, 我要回去了 à, 我要回去了 à, tôi đi về đây. Mình muốn nói tính tiền, đóng tiền ở trong tiếng Trung, tiếng Phúc Kiến á, thì chúng ta có thể dùng cái từ lập chỉ. Lập chỉ này là tiếng Phúc Kiến, lập chỉ. Lập chỉ này có thể dùng cho đi đóng tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại nè, hoặc là mình ăn xong trả hóa đơn nè, mua quần áo trả tiền, đều dùng cái từ lập chỉ. Lập chỉ. Còn tiếng Trung thì có nhiều cách nói, họ có thể nói là chào chén nè, chào phê nè, phu chén, chế trăng. Những cái cách này đều nói trả tiền, tính tiền. Nhưng mà khi mình đóng tiền điện, tiền nước á, trong tiếng Trung nên dùng cái từ chào chén, kênh chào phê. Chào chén, chào phê. Còn mình ăn uống xong hoặc mình mua quần áo trả tiền á, thì mình dùng cái từ phu chén, chế trăng. Phu chén, chế trăng. Hảo, ví dụ mình tạo câu cho cái từ lập chỉ trong tiếng Phúc Kiến. Ví dụ mình hỏi người ta, nếu như mà anh xã mình muốn đi ra ngoài, cái mình nói với ảnh lát nữa anh đi ra ngoài, nhớ ghé Seven, Seven đóng tiền nha, 7-Eleven đó, nhớ ghé Seven đóng tiền nha. Thì tiếng Phúc Kiến nói là, Lý tan nè chú kì, ai cái đi khi Seven lập chỉ ó. Lý tan nè chú kì, ai cái đi khi Seven lập chỉ ó. Lý tan nè chú kì, ai cái đi khi Seven lập chỉ ó. Lập chỉ này là chưa biết tiền điện, tiền nước hay là tiền gì đó. Nó sẽ gửi, người ta thường gửi hóa đơn về nhà mình. Tiền điện nè, tiền nước nè, tiền điện thoại nè, tiền rất là nhiều thứ tiền. Nói chung là ở Seven đều có thể đóng tiền được hết, đều có thể trả. Đều có thể trả ở Seven được hết. Cho nên là thông thường ở bên này, bọn mình cũng vậy, bọn mình cũng thường đem ra Seven đóng không à. Cho nên là muốn nói câu này thì chỉ cần nói đi tan lệ chu kỳ ai cái đi khi Seven lập chỉ ó. Hảo, vậy thì cái câu anh lát nữa đi ra ngoài nhớ ghé Seven đóng tiền nhé, tiếng Trung sẽ nói như vậy. Nghĩ tầng ý xa chú chư giao chi tờ chị Seven. Seven tiếng Anh, anh vẫn đọc dở quá. Seven chào chén nó, chào phê ó. Lúc này trong tiếng Trung sẽ dùng cái từ chào chén, chào phê. Tiếng Phúc Kiến họ sẽ dùng lập chỉ. Còn mình đi đóng tiền điện, tiền nước, tiền tiền này, tiền kia thì sẽ dùng cái từ chào, chào chén. Ví dụ như mình biết được cái tên đó là lập truy chỉ, có nghĩa là chào sợi phê, đóng tiền nước. Lập tiền chỉ là đóng tiền điện, tiếng Trung gọi là chào tiền phê, đóng tiền điện. Hảo, ví dụ như mình nói ní tầng ý xa, ní tầng ý xa chú chư giao chi tờ chư xa vân lập chỉ ó. Lập chỉ như chí. Hả? Thì mình sẽ nói ní tầng ý xa chú chư giao chi tờ chư xa vân chào phê ó. Mình nói như thế. Lập chỉ chào chén chào phê là dùng cho khi chúng ta đóng tiền điện, tiền nước, tiền tiền học phí đồ, ta sẽ dùng cái từ chào chén chào phê. Tiếng Phúc Kiến thì dùng từ lập chỉ là được rồi. Vậy thì khi chúng ta ăn uống nè, chúng ta mua quần áo, chúng ta muốn trả tiền thì chúng ta nói như thế nào? Ví dụ khi mà đi ăn uống thì cũng dùng lập chỉ theo tiếng Phúc Kiến luôn. Nhưng tiếng Trung á, họ sẽ dùng là mài tan nè, chế trăng nè, phu chén. Chẳng hạn như ví dụ này. Ví dụ quần áo mà em muốn mua, lựa xong chưa? Anh đi tính tiền đó. Quần áo mà em muốn mua lựa xong chưa anh đi tính tiền đó. Vậy thì tiếng Phúc Kiến ta sẽ nói là bé bé ai xa kiên hô bồi qua bé lại khi lập chỉ ô bé bé ai xa kiên hô bồi qua bé lại khi lập chỉ ô. Bé bé ai xa là quần áo mà muốn mua. Ê, kiên, từ kiên này là lựa, kiên hô bồi lựa xong chưa. Qua là anh em chị gì đó không biết. Qua bê lại khi lập chị ô. Anh đi đóng tiền đó.
Nè, quần áo mà muốn mua lựa xong chưa? Anh đi đóng tiền đó. Vậy thì câu này trong tiếng Trung ta sẽ dùng như thế này. Yào mài tờ y phủ thiao hào lờ mấy. Wò yào qù jie zhàng lờ. Hoặc là yào mài tờ y phủ thiao hào lờ mấy. Wò yào qù phụ chèn lờ. Đều được hết. Lúc này sẽ dùng jie zhàng hoặc phụ chèn. Không nói trào phê ha. Không được dùng trào phê, trào chèn. Phải nói jie zhàng, phụ chèn. Yào mài tờ y phủ có nghĩa là quần áo mà muốn mua đó. Thiao ở đây là lựa chọn. Hào là mỹ, có nghĩa là xong chưa. Wò yào qù jie zhàng lô. Anh đi trả tiền đó. Hoặc là wò yào qù phụ chèn lô. Anh đi đóng tiền đó, anh đi trả tiền đó. Anh đi tính tiền đó, không dùng đóng tiền. Wò yào qù mài tan lô. Anh đi mua đơn. Có nghĩa là anh đi tính tiền đó. Đều được hết ha.